Khoảng 8 giờ tối, chạy ra ngoài tôi tìm cô ấy khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tìm hoài nguyên mà. Nhân cái chết của cô vợ trẻ bất ngờ được hé lộ từ người chồng bất hạnh. Thằng Vĩ với vợ tôi, họ có quan hệ tình cảm sau lưng anh. Có lẽ vì cô ấy hối hận quá cho nên cô ấy tự tử. Công nhận cô gái xui tận mạng, nước ngàn hồng mà cũng chết. Khi tôi kiểm tra vùng đầu và vai gáy của nạn nhân thì tôi phát hiện ra một vết hằn rất mờ. Vậy là khi nạn tuy nhân nhiên bị gạch, sự thành khẩn của anh ta liệu có thể giúp lực lượng chức năng đưa ra kết luận cuối cùng? Khi mà Thương rời khỏi nhà, tức là tối ngày 12 tháng 8, chồng của ta tên Minh. Xem thử anh ta có rời khỏi nhà để tìm kiếm vợ mình không. Những diễn biến tiếp theo của loạt phim hình sự Kẻ Thủ Ác, 21:30 thứ 2, thứ 3 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.